Chào các bạn, hôm nay mọi người đi du lịch cùng Hồng nhé. Chuyến đi này bắt đầu khi Hồng nhận được lời mời xem trận đấu giữa Newcastle và Fulham từ fan 88. Quá hào hức nên Hồng đã đến sớm một ngày. Kia là sân vận động St James Park. Cùng mình check in khách sạn nào. Mọi người ở đây rất đáng yêu. Và đây là phòng của mình. Mình đã chọn món Hàn Quốc cho buổi tối và đã khám phá cuộc sống về đêm ở đây. Chúng ta bắt đầu ngày mới thôi nào. Mình đã dành chút thời gian khám phá một vòng Newcastle và nhận ra rằng ở đây có rất nhiều nhà thờ. Đến giờ rồi, cùng Hồng đến sân vận động nào. Mình được mặc áo đấu rọ Fan 88 tại chợ. Giờ cùng mình tham quan phòng VIP Fan 88 nhé. Ở đây còn trưng bày tất cả hình ảnh áo đấu các mùa giải. Một lời mời tuyệt vời. Mọi thứ thật đặc biệt. Đây là lần đầu tiên mình được xem trực tiếp trận đấu như thế này. Cảm giác của mình thật khó tả vào lúc này. Bạn có thấy điều đặc biệt như Hồng không? Chúc mừng năm mới mọi người. Newcastle đã thắng. Cảm ơn Fun 88 vì chuyến đi thú vị. Đến lúc tạm biệt mọi người rồi. Bye bye.